nhận xét, phá chấp. Phẩm có và không thứ 15 gồm 11 bài kệ. Hỏi: các sự vật, các pháp đều có tính riêng, bởi lẽ có sức mạnh và tác dụng, cũng như cái bình có tính của cái bình, mảnh vải có tính của mảnh vải. Cái tính ấy khi các điều kiện, các duyên hợp lại thì sinh ra chứ. Đáp: trong các duyên mà có tự tính thì việc đó không đúng, vì tính ấy do các duyên sinh ra thì gọi là cái có tạo tác. Nếu các sự vật, các pháp có tự tính thì không thể do các duyên sinh ra. Tại vì sao? Vì nếu do các duyên sinh ra thì tức là cái được tạo tác và không có định tính. Hỏi: nếu tính của các sự vật mà do các duyên tạo ra thì có lỗi không? Đáp: nếu cái tính ấy là cái được tạo ra thì làm sao có nghĩa đó được. Tính ấy phải là cái không được tạo ra và không cần nhờ cái khác mà thành. Như vàng lẫn với đồng thì không phải là vàng thật, vàng y. Cũng vậy, nếu có tự tính thì không cần các duyên, không cần các điều kiện khác. Nếu do các duyên sinh ra thì phải hiểu là nó không có thực tính. Hơn nữa, nếu tính là xác thực thì không cần nhờ cái khác mà sinh ra, chứ không phải như cái dài, cái ngắn, cái kia, cái này không có thực tính, nên phải nhờ cái khác mà có. Hỏi: nếu các sự vật không có tự tính thì phải có tha tính chứ? Đáp: nếu sự vật không có tự tính thì làm sao có tha tính. Tự tính mà thuộc về tha tính thì cũng gọi là tha tính. Nếu tính của các sự vật, các pháp là do các duyên tạo ra và cũng do nhờ vậy mà thành, nên không có tự tính. Nếu vậy thì tha tính của tha pháp cũng là tự tính của tha pháp, tính khác của cái khác cũng là tự tính của cái khác. Nó cũng do các duyên sinh ra và có nhờ cậy nhau, nên cũng không có tha tính. Vì không có tha tính thì làm sao lại nói các sự vật là do tha tính sinh ra, và tha tính ấy cũng chính là tự tính của tha pháp. Hỏi: nếu ngoài tự tính và tha tính ra mà có các sự vật thì có lỗi không? Đáp: nếu ngoài tự tính và tha tính thì làm sao lại có sự vật được. Nếu có tự tính và tha tính thì các sự vật mới thành được. Ông nói ngoài tự tính và tha tính mà có sự vật thì việc đó không đúng, vì nếu ngoài tự tính và tha tính thì không có sự vật. Tại vì sao? Vì có tự tính và tha tính thì sự vật mới thành. Như thể tính của cái bình là tự tính, còn nhờ vào vật khác là tha tính. Hỏi: nếu dùng tự tính và tha tính để phá chấp có thì nay phải có không chứ? Đáp: nếu cái có không thành thì cái không làm sao thành được. Vì có cái có, khi có hoại diệt thì gọi là không. Nếu ông đã chấp nhận cái có không thành thì phải chấp nhận cái không cũng không thành. Tại vì sao? Vì cái có hoại diệt thì gọi là không. Sở dĩ có cái không ấy là do cái có hoại diệt. Lại nữa, nếu những người có định kiến về có và không, có định kiến về tự tính và tha tính, như vậy thì họ không hiểu được ý nghĩa chân thật của Phật Pháp. Nếu những người cố chấp các sự vật thì tất nhiên họ phải tìm cách để có những định kiến. Nếu phá chấp tự tính thì thấy có tha tính, nếu phá chấp tha tính thì thấy có cái có, nếu phá chấp cái có thì thấy có cái không, nếu phá chấp cái không thì thành mê hoặc. Nếu những người có lời căn và ít có tâm tham chấp thì họ hiểu rằng việc trừ các định kiến là an ổn nhất, và không còn sinh ra bốn thứ tranh luận vô ích: có, không, tự tính, tha tính. Vì họ hiểu được ý nghĩa chân thật của Phật Pháp, do vậy mới nói bài kệ trên. Lại nữa, Đức Phật có khả năng diệt trừ chấp có, chấp không, như Ngài đã giáo hóa ông Ca Chiên Viên. Theo lời dạy trong kinh thì nên bỏ cả chấp có và chấp không. Trong kinh Sang Đà Ca Chiên Viên, Đức Phật về ông ấy đã giảng dạy nghĩa chính kiến rằng phải bỏ cả chấp có và chấp không. Nếu trong các sự vật còn một chút chấp có, chấp không thì Đức Phật không thể phá chấp có và chấp không, vì nếu phá chấp có
thì người ta cho là không. Đức Phật thấu suốt tướng trạng các sự vật nên Ngài dạy cả hai, có và không, đều không đúng. Bởi vậy, ông nên bỏ định kiến về có, không. Lại nữa, nếu sự vật thực có định tính thì sao không thể đổi khác? Nếu định tính mà có tướng khác thì việc đó dứt khoát không đúng. Nếu các sự vật, các pháp quyết định có tự tính thì dứt khoát không thể đổi khác. Tại vì sao? Vì nếu thực có tự tính thì không thể có tướng đổi khác. Như đã ví dụ vàng thật, vàng y ở trên. Nhưng nay hiện thấy các sự vật có tướng đổi khác, cho nên biết rằng không có định tướng, không có tướng nhất định, không có tướng thật. Lại nữa, nếu sự vật thực có tự tính thì làm sao có thể đổi khác? Nếu sự vật thực không có tự tính thì tại sao lại đổi khác? Nếu sự vật thực có tự tính thì làm sao có thể đổi khác? Nếu không có tự tính, tức là không có tự thể, thì tại sao lại đổi khác? Vì các duyên sinh giả hợp. Lại nữa, quyết định có là chấp thường, quyết định không là chấp đoạn. Do vậy, người có trí tuệ không nên chấp có và chấp không. Nếu sự vật quyết định có tướng có thì dứt khoát không có tướng không, nghĩa là thường còn. Tại vì sao? Vì như nói về ba đời, trong vị lai có tướng trạng sự vật ấy trở lại hiện tại và chuyển về quá khứ, mà nó không bỏ mất tướng trạng cũ của nó, thì gọi là thường còn. Hơn nữa nói, trong nhân trước đã có quả, thì đó cũng là thường còn. Trái lại nếu nói quyết định có cái không, và cái không ấy phải là trước có mà nay không, thì gọi là đoạn diệt. Đoạn diệt có nghĩa là không còn tiếp nối nhau. Vì hai thiên kiến ấy nên không hiểu Phật Pháp. Hỏi: tại sao vì cái có mà sinh ra thiên kiến chấp thường, và vì cái không mà sinh ra thiên kiến chấp đoạn? Đáp: nếu sự vật có định tính thì chẳng phải không, tức là thường còn. Trước có mà nay không, đó là đoạn diệt. Nếu tự tính của sự vật quyết định có thì phải có tướng chứ chẳng phải không tướng, và dứt khoát không thể không. Nếu không thì chẳng phải có, tức là không có sự vật, và trước đã nói lỗi đó. Như vậy là rơi vào thiên kiến chấp thường. Nếu sự vật trước đã có rồi tan rã thành không thì gọi là đoạn diệt. Tại vì sao? Vì có không thể là không. Nhưng ông cho rằng có và không đều có định tướng. Nếu có định kiến thường và định kiến đoạn thì chẳng có tội phúc chi cả, và phá hết mọi việc thế gian. Do vậy nên bỏ tham chấp. Nhận xét phá chấp, phẩm trói buộc và cởi mở thứ 16, gồm 10 bài kệ. Hỏi: sinh tử chẳng phải đều không có căn bản, vì trong đó lẽ ra có chúng sinh qua lại hoặc các hành nghiệp qua lại. Song vì lý do gì mà ông nói chúng sinh và các hành nghiệp đều không và không có qua lại chứ? Đáp: nếu các hành nghiệp có qua lại thì hoặc là thường còn không thể qua lại, hoặc là không thường còn cũng không thể qua lại. Chúng sinh thì cũng là như vậy. Các hành nghiệp qua lại trong sáu đường sinh tử, hoặc là tướng thường còn mà qua lại, hoặc là tướng vô thường mà qua lại, cả hai đều không đúng. Nếu là tướng thường còn mà qua lại thì không có sinh tử nối tiếp, bởi lẽ là cố định và có tự tính an trụ. Nếu là tướng vô thường mà qua lại thì cũng không có qua lại, sinh tử tiếp nối, bởi lẽ là bất định và không có tự tính. Còn nếu chúng sinh có qua lại thì cũng có lỗi như vậy. Lại nữa, nếu chúng sinh có qua lại trong năm ấm, 12 xứ và 18 giới, song tìm kiếm năm thứ sinh, tử, ấm, xứ, giới đều không, vậy ai có qua lại? Sinh, tử, ấm, xứ, giới tức cùng một nghĩa. Nếu ở trong ấm, xứ, giới này mà chúng sinh có qua lại thì chúng sinh ấy cũng như trong phẩm lửa cháy và nhiên liệu. Khi tìm kiếm năm thứ không thể có thì ai có qua lại trong ấm, xứ, giới? Lại nữa, nếu từ một thân đến một thân mà qua lại, tức là không có thân. Nếu đã không có thân thì không có qua lại. Nếu chúng sinh qua lại, hoặc là có thân mà qua lại, hoặc là không có thân mà qua lại, cả hai đều không đúng. Tại vì sao? Vì nếu có thân mà qua lại, từ một thân đến một thân, như vậy thì người qua lại không có thân.
Hơn nữa, nếu trước đã có thân thì khỏi cần là phải từ một thân đến một thân. Nếu trước đã không thân thì không có. Nếu không có thì tại sao lại có sinh tử qua lại? Hỏi: Kinh nói có niết bàn giải thoát, chấm dứt mọi khổ não. Vậy sự chấm dứt ấy, sự diệt ấy là các hành nghiệp chấm dứt hay chúng sinh chấm dứt? Đáp: Cả hai đều không đúng. Tại vì sao? Nếu các hành nghiệp chấm dứt thì việc đó không đúng. Nếu chúng sinh chấm dứt thì việc đó cũng không đúng. Ông nói hoặc các hành nghiệp chấm dứt hoặc chúng sinh chấm dứt, việc đó trước đã đáp. Các hành nghiệp không có tự tính và chúng sinh cũng không. Nên suy xét và tìm kiếm nhiều thứ về sinh tử qua lại đều không thể có. Bởi vậy, các hành nghiệp không phải chấm dứt và chúng sinh cũng không phải chấm dứt. Hỏi: Nếu vậy thì không có trói buộc, không có cởi mở, vì căn bản không thể có, phải không? Đáp: Các hành nghiệp là tướng sinh diệt, chẳng phải trói buộc, cũng chẳng phải cởi mở. Chúng sinh cũng như đã nói trước, chẳng phải trói buộc, cũng chẳng phải cởi mở. Ông nói các hành nghiệp và chúng sinh có trói buộc và cởi mở, song việc đó không đúng. Vì các hành nghiệp mỗi niệm đều sinh diệt nên không thể có trói buộc và cởi mở. Còn chúng sinh thì đã nói ở trước rằng tìm kiếm năm thứ thì không thể có, vậy tại sao lại có trói buộc và cởi mở? Lại nữa, nếu thân người ta gọi là trói buộc thì có thân này chẳng phải trói buộc và không có thân này cũng chẳng phải trói buộc, vậy ở đâu có trói buộc? Nếu cho rằng có thân gồm năm hợp thể, năm ấm này gọi là trói buộc, hoặc chúng sinh trước đã có năm hợp thể thì không phải trói buộc. Tại vì sao? Vì một người có hai thân, không có thân cũng không phải trói buộc. Tại vì sao? Vì nếu không có thân thì không có năm hợp thể, và không có năm hợp thể thì tức là không, vậy làm sao có thể trói buộc? Cũng vậy, trường hợp thứ ba cũng không bị trói buộc. Lại nữa, nếu cái bị trói buộc trước có trói buộc thì phải trói buộc cái bị trói buộc. Nhưng thực ra trước không có trói buộc, như phẩm đi và đến khác đã giải đáp. Nếu cho rằng cái bị trói buộc trước có trói buộc thì phải trói buộc cái bị trói buộc, nhưng thực ra ngoài cái bị trói buộc không có trói buộc, do vậy không thể nói chúng sinh có bị trói buộc, hoặc nói chúng sinh là cái bị trói buộc, năm hợp thể là cái trói buộc, hoặc nói các phiền não trong năm hợp thể là cái trói buộc, còn năm hợp thể là cái bị trói buộc. Song việc đó không đúng. Tại vì sao? Vì nếu ngoài năm hợp thể mà trước đã có chúng sinh thì phải dùng năm hợp thể để trói buộc chúng sinh. Nhưng thực ra ngoài năm hợp thể không có riêng chúng sinh. Nếu ngoài năm hợp thể mà có riêng phiền não thì phải dùng phiền não để trói buộc năm hợp thể. Nhưng thực ra ngoài năm hợp thể không có phiền não riêng. Giả lại, như trong phẩm đi và đến đã nói: đã đi không phải đi, chưa đi không phải đi, và thời hiện đi cũng không phải đi. Cũng vậy, đã trói buộc không phải trói buộc, chưa trói buộc không phải trói buộc, và thời hiện trói buộc cũng không phải trói buộc. Lại nữa, cũng không có cởi mở giải thoát. Tại vì sao? Trói buộc không có cởi mở giải thoát, không trói buộc cũng không có cởi mở. Còn thời hiện trói buộc mà có cởi mở thì đồng thời có cả trói buộc và cởi mở. Trói buộc thì không có cởi mở. Tại vì sao? Vì đã trói buộc. Không có trói buộc cũng không có cởi mở. Tại vì sao? Vì không có trói buộc. Nếu cho rằng thời hiện trói buộc thì có cởi mở, như vậy trói buộc và cởi mở đồng thời có. Song việc đó không đúng. Hơn nữa, vì trói buộc và cởi mở lại trái ngược nhau. Hỏi: Có người tu đạo nhập niết bàn và được giải thoát, vậy tại sao lại nói là không có giải thoát? Đáp: Nếu không nhận là tôi đương được niết bàn giải thoát thì người như vậy lại phải bị trói buộc. Nếu người ta quan niệm rằng tôi không đạt được niết bàn giải thoát thì chính người ấy lại bị trói buộc. Lại nữa, không phải ở ngoài sinh tử mà riêng có niết bàn giải thoát. Nghĩa thực tướng là như vậy, tại sao còn có phân biệt? Các pháp, các sự vật trong thực tướng đại nhất nghĩa không thể nói ngoài sinh tử mà riêng có niết bàn. Như kinh Vi Ma Cật đã nói: niết bàn tức sinh tử, sinh tử tức niết bàn. Như vậy các pháp trong thực tướng
làm sao có thể nói sinh tử riêng, niết bàn riêng được. Nhận xét phá chấp, phẩm nghiệp quả thứ 17, gồm 33 bài kệ. Hỏi: tuy ông dùng nhiều loại để phá chấp các sự vật, các pháp, nhưng quyết định phải có tác nghiệp mới có thể làm cho tất cả các chúng sinh nhận lãnh quả báo, bởi lẽ nghiệp là nhân, quả là báo. Như kinh nói, tất cả chúng sinh đều phải theo tác nghiệp hành động của mình mà sinh ra. Người làm ác thì phải vào địa ngục, người tu phúc thì sinh lên cõi trời, và người hành đạo thì được giải thoát niết bàn. Do vậy, tất cả sự vật các pháp chẳng phải không, nghĩa là phải có nghiệp quả chứ. Người nào có thể điều phục được tâm mình và làm lợi ích cho chúng sinh thì gọi là làm từ thiện và được hưởng quả báo trong hai đời. Người ta có ba độc tính tham, sân, si làm khổ não người khác mới sinh ra hành động. Người làm thiện thì phải tự diệt trừ ác. Cho nên nói phải điều phục tâm mình và làm lợi ích cho người khác. Làm lợi ích cho người khác là làm việc bố thí, trì giới, nhẫn nhục, vân vân, không làm khổ não chúng sinh thì gọi là làm lợi ích cho người khác, cũng gọi là từ thiện, phúc đức, và cũng gọi là được hưởng quả báo an vui trong đời nay và đời sau vì đã trồng nhân lành. Lại nữa, Đức Phật là bậc đại thánh dạy có hai tác nghiệp: tác nghiệp tư duy quyết định và tác nghiệp do tư duy quyết định sinh ra. Trong tướng trạng riêng của hai tác nghiệp ấy, phân biệt nói có nhiều loại. Đức Phật là bậc đại thánh nói tóm lược, tác nghiệp có hai loại, một là tác nghiệp tư duy, hai là tác nghiệp do tư duy sinh ra. Hai tác nghiệp ấy như trong Luận Tạng, A Tỳ Đàm hay Thắng Pháp đã bàn rõ. Đức Phật nói về tác nghiệp tư duy, nghĩa là ý nghiệp, còn tác nghiệp do tư duy sinh ra, tức là thân nghiệp và khẩu nghiệp. Tư duy là một trong số lượng tâm sở. Trong số lượng của các tâm sở có khả năng phát khởi ra hành động thì gọi là tác nghiệp. Do tư duy ấy mới khởi sinh ra thân nghiệp và khẩu nghiệp ở ngoài. Tuy nhiên, còn phải do số lượng của các tâm dương và tâm sở khác mới có hành động được. Song chính tư duy là căn bản của hành động. Cho nên nói, tư duy là tác nghiệp. Nay sẽ bàn về tướng trạng của tác nghiệp đó. Thân nghiệp và khẩu nghiệp, tác nghiệp, biểu nghiệp, cùng vô tác nghiệp, vô biểu nghiệp. Như vậy, trong bốn việc đó, lại có tính chất thiện và bất thiện. Do sự sử dụng những việc ấy lại sinh ra phước đức hay tội ác, cộng với tư duy thành bảy sự kiện, mà có thể hiểu được tướng trạng của các tác nghiệp. Thân nghiệp có ba loại: sát, đạo, dâm. Khẩu nghiệp có bốn loại: vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Bảy loại tác nghiệp việc làm ấy có hai thứ khác nhau: việc làm có biểu tượng và việc làm không có biểu tượng. Khi làm việc thì gọi là việc làm có biểu tượng, trong khi đương làm việc thường có một sức mạnh vô hình của việc làm, nghiệp lực sinh ra, thì gọi là việc làm không có biểu tượng. Hai thứ ấy có tính chất thiện và bất thiện. Bất thiện gọi là không chấm dứt việc ác, còn thiện thì gọi là không làm việc ác. Lại có việc do dùng việc thiện mà sinh ra phước đức, như người cho và người nhận. Nếu người nhận nhận dùng thì người cho người nhận. Nếu người nhận nhận dùng thì người cho được hai thứ phước: một là do sự cho sinh ra, hai là do sự dùng của người nhận sinh ra. Do dùng việc bất thiện
mà sinh ra tội ác, như người dùng mũi tên để bắn người ta. Nếu mũi tên ấy giết chết người ta, thì phạm hai thứ tội. Một là do sự bắn sinh ra, hai là do sự giết chết sinh ra. Nếu sự bắn không giết chết, thì người bắn chỉ phạm một tội bắn, chứ không phạm tội giết. Do vậy, trong bài kệ nói, phúc hay tội là do sự sử dụng sinh ra. Như thế gọi là sáu loại tác nghiệp, việc làm hay hành động. Còn tư duy thì gọi là tác nghiệp thứ bảy. Bảy loại đó tức là phân biệt tướng trạng của tác nghiệp. Tác nghiệp đó có quả báo ở đời này và đời sau. Cho nên quyết định phải có nghiệp nhân và có quả báo. Nghĩa là các sự vật, các pháp chẳng thể nào không chứ. Đáp: nếu tác nghiệp tồn tại an trụ cho đến khi nhận quả báo thì tác nghiệp ấy là thường còn. Nếu đoạn diệt, tức là không còn tác nghiệp, thì làm sao sinh ra quả báo? Nếu tác nghiệp, nghiệp nhân vẫn tồn tại cho đến khi nhận quả báo, tức là thường còn, thì việc đó không đúng. Tại vì sao? Vì tác nghiệp là tướng sinh diệt, ngay một niệm còn không thể tồn tại, huống chi cho đến khi nhận quả báo. Nếu cho rằng tác nghiệp đoạn diệt nghĩa là không còn, thì làm sao có thể sinh ra quả báo? Hỏi: như mầm sống, vân vân, tiếp nối nhau, đều do hạt giống sinh ra, do đó mà sinh quả. Ngoài hạt giống không có tiếp nối nhau, do hạt giống mới có tiếp nối nhau, và do tiếp nối mới có quả. Nghĩa là trước có hạt nhân, sau có kết quả. Không phải đoạn diệt, cũng không phải thường còn. Cũng vậy, do vọng tâm đầu tiên, các tâm pháp mới tiếp nối sinh ra, do đó mà có kết quả. Ngoài vọng tâm không có tiếp nối, do vọng tâm mới có tiếp nối, do tiếp nối mới có kết quả. Nghĩa là trước có nghiệp nhân, sau có kết quả, không phải thường còn, cũng không phải đoạn diệt chứ. Như từ hạt lúa có mầm lúa, từ mầm lúa có nhánh lúa, lá lúa, vân vân, tiếp nối nhau. Do sự tiếp nối đó mà có quả, hạt sinh ra. Nghĩa là ngoài hạt giống không có sự tiếp nối khởi sinh. Bởi vậy, do hạt lúa mới có tiếp nối, do tiếp nối mới có kết quả. Nghĩa là trước có hạt giống, hạt nhân, sau có kết quả. Cho nên không phải thường còn, cũng không phải đoạn diệt chứ. Như thí dụ về giống lúa, nghiệp nhân và quả báo cũng như vậy. Vọng tâm đầu tiên khởi sinh tội hay phúc cũng như giống lúa, do vọng tâm ấy, các số lượng tâm dương và tâm sở tiếp tục khởi sinh cho đến quả báo. Nghĩa là trước là nghiệp nhân, sau là quả báo. Cho nên không phải là thường còn, cũng không phải đoạn diệt. Trái lại, nếu ngoài nghiệp nhân mà có quả báo thì mới có thường còn và đoạn diệt. Đây là tương quan giữa thiện nghiệp và quả báo. Nghĩa là ai có làm nên phước đức, đó là đạo của mười việc trong trắng, thì được năm thứ sung sướng trong hai đời, đó là quả báo của việc làm trong trắng. Trong trắng nghĩa là thiện tịnh. Làm nên nhân duyên phước đức có nghĩa là do làm mười việc trong trắng ấy mà khởi sinh, không giết hại, không trộm cướp, không tà tâm, không nói láo, không nói lưỡi hai chiều, không nói thêu dệt, không nói thô ác, không tham lam ganh tị, không sân hận, không si mê tà kiến. Đó gọi là thiện do thân, khẩu, ý phát sinh. Còn quả báo đó là đời này được hưởng danh lợi,
đời sau được sinh nơi quyền quý trong cõi trời và cõi người. Tuy việc bố thí, cung kính, vân vân có nhiều loại phước đức khác nhau, song nói tóm lược thì đều thâu tóm trong 10 thiên đạo, phải không? Đáp: nếu như ông phân biệt thì có rất nhiều lỗi, do vậy điều mà ông nói đối với chân nghĩa thì không đúng. Nếu vì nghiệp nhân và quả báo tiếp nối nhau mà dùng hạt lúa làm thí dụ thì lỗi đó rất nhiều, nhưng ở đây không cần bàn trọng. Ông dùng hạt lúa làm thí dụ thì thí dụ đó không đúng. Tại vì sao? Vì hạt lúa có thể sờ mỏ, có hình tướng và có thể nhìn thấy sự tiếp nối của nó, nên tôi suy xét việc đó chưa thể chấp nhận được. Huống chi tâm thức và nghiệp lực không thể sờ mỏ, không có hình tướng và không thể thấy được, sinh diệt không an trụ, mà lại muốn cho nó có tiếp nối thì việc đó không đúng. Hơn nữa, do hạt lúa mới có mầm lúa, vân vân, tiếp nối. Vậy hoặc nó diệt rồi mà tiếp nối, hoặc nó không diệt mà tiếp nối. Nếu hạt lúa diệt rồi mà tiếp nối thì thành ra không có nguyên nhân. Nếu hạt lúa không diệt mà tiếp nối thì phải do hạt lúa ấy mà sinh ra các cây lúa khác. Nếu như vậy thì một hạt lúa có thể sinh ra tất cả các thứ lúa ở thế gian này. Do đó không đúng. Cho nên nghiệp nhân và quả báo tiếp nối nhau thì không đúng. Hỏi: nay cần phải bàn lại theo ý nghĩa nghiệp nhân và quả báo mà đã được chư Phật, Bích Chi Phật và Hiền Thánh ca ngợi. Nghĩa là điều không thể mất như giấy chứng khoán, tác nghiệp như người tự mang lấy tài vật, tính chất của nó thì vô ký, phân biệt có 4 loại. Không phải chấm dứt kiến hoặc, mà chính là chấm dứt tư hoặc. Do đó là điều không thể mất, nên các tác nghiệp đều có quả báo. Nếu chấm dứt kiến hoặc và khi nghiệp báo xảy đến tương tự, thì như thế phạm phải lỗi lầm là phá nghiệp báo. Tất cả các hành nghiệp, đồng nghiệp tương tự và biệt nghiệp không tương tự. Khi mới nhận báo thân ở một thế giới nào, thì lúc đó quả báo sinh ra. Như vậy có 2 loại nghiệp. Đời này phải nhận quả báo, hoặc nói nhận quả báo rồi nhưng nghiệp lực vẫn còn tồn tại, hoặc nhận quả báo rồi thì chấm dứt, hoặc chết rồi mới chấm dứt. Trong đó mà phân biệt lại có phiền não, hữu lậu và không phiền não, vô lậu chứ. Là điều không thể mất thì nên hiểu nó như giấy chứng khoán, còn tác nghiệp như người tự mang lấy đồ vật, đều không thể mất ấy, thì cho dù sự ràng buộc của dục giới, sự ràng buộc của sắc giới và sự ràng buộc của vô sắc giới cũng không thể ràng buộc được nó. Nếu phân biệt trong tính chất thiện, bất thiện và vô ký, thì nó là vô ký và ý nghĩa tính vô ký ấy đã được bàn rõ trong luận A Tỳ Đàm, Thắng Pháp. Không phải chấm dứt kiến hoặc là vì từ một quả vị đến một quả vị. Trong đó cần phải chấm dứt tư hoặc là vì các tác nghiệp là điều không thể mất nên quả báo sinh ra. Nếu chỉ chấm dứt kiến hoặc và khi nghiệp báo xảy đến tương tự thì phạm lỗi phá thuyết nghiệp báo. Việc này đã được bàn rõ trong luận A Tỳ Đàm, Thắng Pháp. Hơn nữa là điều không thể mất thì ở trong một thế giới có các tác nghiệp, đồng nghiệp và biệt nghiệp. Khi mới nhận báo thân thì quả báo đã sinh ra, và ở báo thân hiện tại do tác nghiệp lại sinh ra tác nghiệp. Tác nghiệp đó có 2 loại, tùy theo loại nào nặng hơn thì phải nhận quả báo. Hoặc có nói tác nghiệp ấy nhận quả báo rồi, nhưng nó vẫn còn tồn tại. Bởi lẽ không phải mỗi niệm đều diệt mất, hoặc nhận quả báo rồi thì nó diệt, hoặc chết rồi mới diệt. Như Tu Đà Hoàng, vân vân, đạt được quả vị rồi mới diệt. Các người phàm phu và A-la-hán chết rồi mới diệt. Trong đó
là chia ra có phiền não và không phiền não, hữu lậu và vô lậu. Vậy các bậc hiền thánh từ ngôi vị Tu Đà Hoàng, vân vân, cần được chia rõ phiền não và không phiền não chứ? Đáp: nghĩa đó đều không phải lỗi lầm chấp thường còn và chấp đoạn diệt, do vậy cũng không thể chấp nhận được. Hỏi: nếu thế thì không có nghiệp nhân và quả báo hay sao? Đáp: tuy không nhưng không phải đoạn diệt, tuy có nhưng không phải thường còn, mà lại nói nghiệp nhân và quả báo không thể mất. Đó là lời Phật dạy, được sao? Bộ luận này nói về ý nghĩa của nghiệp báo rằng nó không phải là vượt ngoài, thường còn và đoạn diệt. Tại vì sao? Vì nghiệp là tướng tịch diệt rốt ráo không? Nó không có tự tính, thì cái gì có thể đoạn diệt và cái gì có thể mất đi? Vì lý do điên đảo nên phải qua lại sinh tử, nó cũng không phải thường còn. Tại vì sao? Vì nếu sự vật là do điên đảo khởi sinh thì phải là hư vọng không thật. Vì không thật nên không phải thường còn. Hơn nữa, vì tham chấp điên đảo và không hiểu rõ thực tướng mới nói nghiệp báo không thể mất, đó là lời Phật dạy. Lại nữa, các tác nghiệp vốn chẳng phải sinh, bởi lẽ không có định tính. Các tác nghiệp cũng chẳng phải diệt, bởi lẽ không có sinh. Nếu tác nghiệp có định tính thì mới gọi là thường còn, và không phải làm ra mà cũng gọi là tác nghiệp. Vì thường còn nên không cần làm ra. Nếu có cái tác nghiệp không phải làm ra thì không làm ra mà vẫn có tội. Vậy không bỏ tu tịnh hành mà vẫn phạm lỗi bất tịnh. Thế thì phá bỏ tất cả lời lẽ của thế gian, làm tội và làm phúc cũng không có khác nhau. Nếu nói tác nghiệp là xác thực và tự có định tính thì nhận quả báo rồi lại phải nhận nữa. Nếu các tác nghiệp ở thế gian đều do phiền não khởi sinh mà phiền não ấy lại không thật thì tác nghiệp làm sao có thật được? Theo nghĩa đúng nhất, đệ nhất nghĩa, thì các tác nghiệp không phải sinh ra. Tại vì sao? Vì không có tự tính. Bởi lẽ do không phải sinh ra cho nên không phải diệt mất, chứ không phải vì thường còn nên không phải diệt mất. Nếu không phải vậy thì tác nghiệp quyết định phải có tự tính. Nếu tác nghiệp quyết định có tự tính thì phải là thường còn. Nếu thường còn thì thành tác nghiệp không phải làm ra. Tại vì sao? Vì lý thường còn nên không cần phải làm ra. Hơn nữa, nếu có cái tác nghiệp mà không cần phải làm ra thì người khác làm ra tội mà người này phải chịu quả báo. Giả lại, người khác không tu tịnh hành mà người này lại có tội bất tịnh. Thành ra phá bỏ tất cả pháp thế gian. Nếu trước đã có việc làm, tác nghiệp thì ở mùa đông người ta không cần nghĩ tới làm việc mùa xuân, và ở mùa xuân người ta cũng không cần nghĩ tới làm việc mùa hạ. Đó là những sai lầm. Hơn nữa, làm phúc và làm tội lại không có khác nhau. Làm những việc như bố thí, trì giới vân vân thì gọi là làm phúc, còn làm những việc như sát sinh, trộm cướp vân vân thì gọi là làm tội. Nếu không làm ra mà có tác nghiệp thì vô nghĩa. Hơn nữa, nếu tác nghiệp ấy có tự tính thì đồng thời chịu quả báo rồi lại phải chịu nữa. Do vậy ông nói, vì là đều không thể mất nên mới có nghiệp báo, thì đó là những sai lầm. Hơn nữa, nếu tác nghiệp do phiền não khởi sinh mà phiền não ấy lại không có thật, chỉ do vọng tưởng phân biệt sai lầm mà có thôi. Vậy nếu các phiền não đã là không thật thì tác nghiệp làm sao có thật được? Tại vì sao? Vì nguyên nhân không có tự tính, cho nên tác nghiệp cũng không có tự tính. Hỏi: nếu các phiền não và tác nghiệp không có tự tính và không có thực, vậy nay cái thân quả báo hiện có thì phải thực chứ? Đáp: nói về các phiền não và tác nghiệp, tức là nói tới lý do nguyên nhân của thân quả báo. Các phiền não và tác nghiệp đã không thật, huống chi cái thân quả báo. Các bậc thánh hiền nói, phiền não và tác nghiệp là lý do của thân này. Trong đó ái dục sinh ra lưu luyến và tác nghiệp sinh ra quả báo như sang hèn, đẹp xấu, trên dưới, giữa, vân vân. Nay tìm hiểu nhiều thứ phiền não và tác nghiệp thì đều không có xác thực, huống chi cái thân này lại là quả báo thật hay sao? Vì nó do nhân duyên mà có. Hỏi: tuy ông dùng nhiều lý do để phá chấp nghiệp nhân và quả báo
Nhưng kinh nói, có người tạo nghiệp, vì có người tạo nghiệp, nên có nghiệp nhân và quả báo chứ. Như nói, bị vô minh che lấp và bị ái dục ràng buộc, nhưng con người tạo ra nghiệp trước kia không phải là một cũng không phải khác chứ. Trong kinh Vô Thủy có nói, chúng sinh bị vô minh che lấp và bị ái dục ràng buộc trong dòng sinh tử xa xưa, qua lại và nhận chịu nhiều thứ khổ vui. Song người nhận quả báo hiện nay đối với người tạo ra tác nghiệp trước kia không phải là một cũng không phải khác. Vì nếu là một người tạo ra tội mà lại chịu mang thân hình con trâu, thì người ấy không có tạo ra con trâu, và con trâu cũng không tạo ra người ấy. Nếu là khác, thì trái với thuyết nghiệp nhân và quả báo và rơi vào chỗ không có nhân duyên. Vì không có nhân duyên tức là đoạn diệt. Bởi vậy, người chịu quả báo hiện nay so với người tạo ra nghiệp trước kia không phải là một cũng không phải khác chứ. Đáp, tác nghiệp không phải do duyên sinh, cũng không phải do phi duyên sinh, cho nên không có. Cái có thể sinh ra tác nghiệp, không có tác nghiệp và không có người tạo nghiệp, thì làm sao có nghiệp nhân sinh ra quả báo? Và nếu không có quả báo, thì làm sao có người nhận quả báo? Nếu không có tác nghiệp và không có người tạo tác nghiệp, thì làm sao có vấn đề do nghiệp nhân sinh ra quả báo? Và nếu không có quả báo, thì tại sao lại có người nhận quả báo được? Tác nghiệp có ba loại: thân, khẩu, ý. Ở trong cái thân gồm năm hợp thể này, năm ấm, có người giả danh là người tạo ra nghiệp. Các nghiệp dẫu sinh ra ở chỗ thiện và ác thì gọi là quả báo. Vậy nếu không có người tạo ra nghiệp thì làm sao có nghiệp nhân, có quả báo và có người nhận quả báo được? Hỏi: tuy ông dùng nhiều thứ để phá chấp nghiệp nhân, quả báo và người tạo nghiệp, thế nhưng hiện nay thấy chúng sinh tạo ra nghiệp nhân và chịu quả báo, thì việc ấy thế nào? Đáp: như thần thông của Đức Phật tạo ra người biến hóa, cũng vậy người biến hóa lại tạo ra hóa nhân. Nhưng người biến hóa đầu tiên thì gọi là người tạo nghiệp, còn người biến hóa được tạo ra sau này thì gọi là tác nghiệp. Các phiền não và tác nghiệp, người tạo nghiệp và quả báo đều như ảo thuật và giấc mộng, cũng như tia lửa và tiếng vang. Như sức thần thông của Đức Phật tạo ra người biến hóa ấy lại tạo ra người biến hóa nữa, nhưng người biến hóa không có thật, chỉ con mắt thấy thôi. Hơn nữa, miệng nói của người biến hóa có thể thuyết pháp, hành động nơi thân của nó có thể làm việc bố thí, vân vân. Tuy những hành động đó, tác nghiệp đó không thật, nhưng con mắt có thể thấy. Cũng vậy, cái thân sinh tử, người tạo nghiệp và tác nghiệp cũng nên hiểu như thế. Các phiền não thường gọi là ba độc tham sân si, chia ra thì có 98 sử, 9 kết, 10 triền, 6 cấu nhiễm, gồm rất nhiều phiền não. Tác nghiệp gọi là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, đời đây và đời sau phân biệt có thiện, bất thiện và vô ký, quả báo khổ, quả báo vui và quả báo chẳng khổ chẳng vui. Hành động có quả báo đời hiện tại, hành động có quả báo đời kế tiếp và hành động có quả báo đời sau nữa. Như vậy gồm rất nhiều người tạo nghiệp mà có thể khởi sinh các nghiệp phiền não và có thể chịu quả báo. Quả báo có nghĩa là do thiện nghiệp và ác nghiệp sinh ra cái thân vô ký này gồm năm hợp thể. Như vậy các tác nghiệp đều không thật và không có tự tính, cũng như ảo thuật và giấc mộng, cũng như tia lửa và tiếng vang.